Khi nào bạn biết bạn đã sẵn sàng cho hôn nhân Một khi mà bạn đã thực sự chữa lành Một quan hệ với ba mẹ Bạn không tìm cái người đàn ông thay thế cho những cái gì ba bạn chưa làm được Cảm giác an toàn, cảm giác được bảo vệ Cảm giác được an ủi, cảm giác được trở che Cảm giác được tôn vinh Những cái điều đấy bạn không cần tìm thấy từ anh ấy Vì bạn thiếu từ bố mình Và thực sự là bạn không cần đến sự kết nối với anh ấy Để bù vào việc bị chối bỏ hay cảm giác bị bỏ rơi Khiến bạn bị lệ thuộc vào anh ấy Khi bạn đã thực sự chữa lành được mối quan hệ với ba và mẹ của bạn ý Bạn sẽ là một cái người lựa chọn dựa trên những cái tiêu chuẩn rất là lành mạnh điều thứ hai nữa là khi bạn sẵn sàng cả cảm xúc trưởng thành lẫn tài chính trưởng thành cho một gia đình mà hạnh phúc của bạn ấy liên đới tới rất nhiều người khác. Đây không còn là một cái bài toán là tôi hạnh phúc, tôi vui vẻ thì tôi yêu anh còn không thì thôi. Bạn hiểu được là cái sự chọn cam kết này nó còn liên đới tới rất nhiều những người xung quanh khác và bạn hoàn toàn thấu hiểu được cái trọng trách của cái lời nói I do. Thứ ba, khi hạnh phúc của bản thân bạn đã rất là vững vàng rồi. Hiểu bản thân và thực sự biết được bản thân mình muốn gì, cần gì, cái nhu cầu của bạn được đáp ứng như thế nào từ bên trong chính bạn rồi thì lúc đó bạn mới có thể sẵn sàng kết nối một người khác và không đổ vỏ những cái cảm xúc hoặc những cái nhu cầu mà thực ra là của mình mà cứ phải để cho người khác bù vào ấy. Điều thứ tư là khi bạn quyết định không phải là để phản ứng lại với một điều kiện ngoại cảnh nào, không phải là bởi vì anh ý cầu hôn mình hay là bởi vì bố mẹ chụp cưới hay là đến tuổi mà thực sự lúc đấy bạn cảm giác được cả trực giác nói là tôi đã sẵn sàng rồi. Chỉ có bạn biết được là khi nào bạn thực sự sẵn sàng mà thôi. Trước hết ý hãy luôn đầu tư vào cái hành trình chữa lành và đầu tư vào cái mối quan hệ chất lượng với bản thân bạn ấy. Lúc đó bạn sẽ luôn nhận biết được là khi nào mình thực sự muốn gì và cần làm điều gì cho chính bản thân mình. Hy vọng là bạn luôn luôn lựa chọn đúng thời điểm, đúng người, đúng mối quan hệ nhé.